Hello, chào các bạn. Ở đây mình đang có một cái sản phẩm mới của hãng Herbal Juice. Và cái sản phẩm này vừa mới được tung ra cũng như là lên kệ tại Mai Nguyên thôi. Thì đây là một cái cục sạc mà nó có hai đầu C cũng như hai đầu A. Tức là các bạn có thể sạc đồng thời 4 thiết bị cùng lúc. Và cái nguồn ra của nó lên đến 100W cho mỗi một cái chân như thế này. Rất là lớn. Và cái nguồn này là một trong những cái nguồn mà mình thấy là lớn nhất hiện nay. Với cái công suất lên đến 100W trên mỗi một cái cổng C như thế này thì chúng ta sẽ có cái thời gian sử dụng cũng như sạc lại cho những cái thiết bị của chúng ta rất là tốt. Như các bạn thấy ở đây thì khi mà mình khui ra các bạn sẽ thấy ngay đây là cái củ sạc. Đó, tí nữa mình nói kỹ hơn về củ sạc này với các bạn. Bên trong chúng ta sẽ có thêm cái bộ những cái đầu nút. À, xin lỗi các bạn, là những cái đầu để mà sạc. Tại sao cái chân này nó đã có sạc rồi mà vẫn cần thêm những cái chân sạc khác? Tức là trong trường hợp mà các bạn để như thế này nè, nó sẽ không có được kín và không có ổn định cũng như là nó rất là dễ rơi rớt. Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể sử dụng những cái đầu lớn như thế này để các bạn gắn vô thì chúng ta sẽ sử dụng được tốt hơn cũng như là nó ổn định hơn và nó ghim cũng chặt hơn. Với cái chân hai chấu dẹp thì nó sẽ không có được chắc chắn lắm, thì chúng ta sẽ sử dụng hai chấu tròn hoặc là ba chấu hoặc là hai chấu xéo như thế này. Với những cái đất nước khác nhau chúng ta tới, chúng ta đi công tác thì chúng ta có thể cầm cái này theo. Thì cái cục này có hai bờ chút và nó khá là nặng tay. Ở phía đằng sau chúng ta có một cái đèn nhỏ nè, các bạn thấy chúng ta có một cái đèn nhỏ để biểu thị cái tình trạng có hoạt động hay không, nó có lên nguồn hay không. Chúng ta có hai cổng C, mỗi cổng 100W, hai cổng A, đó là USB A á, 18W mỗi cổng, thì chúng ta sạc được một lúc đến 4 thiết bị. Cái nguồn ra của nó rất là lớn và cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà mình rất là ưng ý để giới thiệu các bạn trong cái dịp Tết 2020 này. Thì các bạn mua cái này sử dụng một lần cho tất cả những thiết bị hiện nay, thì hầu như những thiết bị hiện nay kể cả MacBook mới nhất thì chúng ta vẫn sẽ có thể sử dụng cái sạc này sạc tốt được cho nó mà không cần chúng ta phải mua thêm một cái bộ sạc nào khác cả. Về cơ bản thì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng với rất là nhiều những cái thiết bị điện tử hiện nay, kể cả mới nhất như là những cái MacBook 16 inch của Apple thì nó vẫn có thể sạc tốt được với cái sản phẩm này. Thì cái Herbal Juice này có giá là vào khoảng 2,6 triệu đồng và hiện nay đã có hàng tại Mai Nguyên, thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái cục sạc mà có thể sạc được tất cả những thiết bị hiện nay cùng lúc với 4 cổng với cái công suất rất là lớn. Rồi, tất cả những chi tiết khác về cái sản phẩm này thì có phía dưới phần mô tả, mình mời các bạn vào đó để xem thêm. Còn bây giờ, chào tạm biệt và chúc mừng các bạn một năm mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe.